nay được sanh trong loài người tiếp tục chịu dư báo tai ương kia hoặc do nghiệp này sẽ đọa nẻo ác, trải qua vô lượng kiếp, chịu quả khổ nặng, nay ở loài người chịu chút tai họa còn thừa ở đời trước. Nên biết đây là tướng các Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền. Lại nữa thiện hiện, lại có tướng các hành trạng khác, biết đó là Đại Bồ Tát bất thối truyền, ta sẽ chỉ dạy phân biệt rõ. Cho ông nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Thiện hiện thưa, kính bạch Thế Tôn, cúi xin Thế Tôn chỉ dạy, chúng con rất muốn thích được nghe. Phật bảo thiện hiện, nếu các Bồ Tát thấy có nam tử nữ nhân hoặc có đồng nam đồng nữ đang bị phi nhân làm mê hoặc, chịu các khổ não chẳng thể xa lìa, liền nghĩ, nếu các Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác biết ta đã được ý muốn thanh tịnh, thì thọ ký cho ta không thối lui nơi quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu ta từ lâu phát ý muốn thanh tịnh cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì xa lìa ý nghĩ thành thanh văn độc giác, chẳng đem ý nghĩ thanh văn độc giác cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu ta đời sau chắc chắn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì luôn làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình cùng tận đời vị lai. Nếu các cõi trong mười phương hiện tại thật có vô lượng Như Lai ứng chánh đẳng giác thuyết giáo pháp chân chánh lợi ích hữu tình, các Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác kia thấy biết tất cả, hiểu rõ và chứng đắc tất cả. Với tri kiến hiện có, các ngài biết ý muốn sai biệt của tất cả hữu tình, thì nguyện xin các ngài rủ lòng từ bi chiếu soi những điều con đã nghĩ và chân thật chí thành thưa. Nếu con chính thật có thể tu hạnh Bồ Tát, chắc chắn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cứu giúp dứt trừ hẳn khổ sanh tử cho hữu tình, thì nguyện nam tử nữ nhân này hoặc đồng nam đồng nữ này không bị phi nhân làm rối loạn và phi nhân vâng theo lời con nói lập tức bỏ đi. Các Bồ Tát này khi nói lời như vậy, nếu phi nhân kia không đi thì nên biết đó là Bồ Tát chưa được thọ ký thành bất thối truyền. Nếu phi nhân ngay khi đó bỏ đi thì nên biết đó là Bồ Tát đã được thọ ký bất thối truyền. Lại nữa thiện hiện, có các Bồ Tát chưa tu hành đầy đủ tất cả Phật Pháp, chưa nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, chưa khỏi bị ác ma làm rối loạn. Đối với các việc của ma, chưa có thể biết rõ, chưa được thọ ký không thối lui Bồ Đề, chẳng thể tự xét biết căn lành nhiều ít dày mỏng. Đối với sự mới tu hành được chút ít đã phát sanh tăng thượng mạng, hoặc theo các Bồ Tát phát lời thệ nguyện chân thật chí thành, liền bị ác ma lừa gạt. Nghĩa là Bồ Tát kia thấy có nam tử nữ nhân hoặc có đồng nam đồng nữ đang bị phi nhân làm mê hoặc, chịu các khổ não chẳng thể xa lìa được, liền khinh xuất phát lời thệ nguyện chân thật chí thành. Nếu ta đã được chư Phật quá khứ thọ ký đắc bất thối truyền quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, khiến cho nam tử nữ nhân vân vân này không bị phi nhân làm rối loạn, phi nhân kia vâng lời của ta sẽ nhanh chóng bỏ đi. Các Bồ Tát này nói như vậy xong, khi ấy ác ma vì dối gạt vị này, liền xua đuổi hối thúc làm cho phi nhân bỏ đi. Vì sao? Vì oai lực của ác ma mạnh hơn phi nhân kia, nên phi nhân vâng lời ma chỉ dạy lập tức bỏ đi. Khi Bồ Tát kia thấy những việc như vậy vui mừng hớn hở nghĩ, làm cho phi nhân bỏ đi là nhờ oai lực của ta. Vì sao? Vì phi nhân kia vâng theo lời thệ nguyện của ta, lập tức buông thả những nam tử nữ nhân này, chứ không do nguyên nhân nào khác. Các Bồ Tát này chẳng thể biết rõ được đó là việc làm của ma, nên bảo đây là do năng lực của mình sanh vui mừng một cách sai lầm, dựa vào đây khinh chê các Bồ Tát khác, nói ta đã được chư Phật quá khứ thọ ký đắc bất thối truyền vô thượng Bồ Đề, lời thệ nguyện đã phát đều đầy đủ, các ngươi chưa được chư Phật thọ ký chẳng nên bắt chước và phát lời thệ nguyện, dầu cho đặt kỳ hạn cũng hoàn toàn không có kết quả. Các Bồ Tát này chê bai khinh miệt các Bồ Tát khác, ỷ vào một chút khả năng sai lầm, đối với các công đức sanh thêm nhiều thứ tăng thượng mạng nên xa lìa quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Các Bồ Tát này do không có năng lực phương tiện thiện xảo, nên sanh trưởng nhiều loại tăng thượng mạng chê bai khinh miệt các Bồ Tát khác, nên tuy siêng năng tinh tấn mà vẫn rơi vào địa vị thanh văn hoặc độc giác. Các Bồ Tát này phước đức mỏng, nên đối với thiện nghiệp đã làm và phát lời thệ nguyện đều là hành động theo việc của ma. Các Bồ Tát này chẳng thể gần gũi cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen các bậc thiện tri thức chân chánh, chẳng thể thưa hỏi về hành tướng của Bồ Tát đắc bất thối truyền, và cũng không thể thưa hỏi và tiếp thu về sự nghiệp mà quân ác ma đã làm. Do đây bị ma trói buộc càng thêm bền chắc,
Vì sao? Vì các Bồ Tát này chẳng tu hành lâu xa sáu pháp đến bờ kia, xa lìa phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa nên bị ác ma lừa gạt. Vì vậy, Bồ Tát nên biết rõ hoàn toàn về việc khuyên tu thiện nghiệp của các ác ma. Lại nữa, thiện hiện, có các Bồ Tát chưa tu hành lâu xa sáu pháp đến bờ kia, xa lìa phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa nên bị ma lừa gạt. Nghĩa là có ác ma, vì muốn lừa gạt nên phương tiện hóa làm các thứ hình tượng đi đến chỗ Bồ Tát nói thế này: Thiện nam tử ơi, bạn có biết không, chư Phật quá khứ đã từng thọ ký cho bạn thành đại Bồ Đề. Bạn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề quyết định sẽ đắc, chẳng còn thối lui. Tên tuổi sai khác trong bảy đời của bạn cho đến cha mẹ, anh em, chị em, bạn bè, dòng họ ta đều biết hết. Bạn sanh ở phương đó, nước đó, thành đó, ấp đó, trong xóm làng đó. Bạn sanh năm đó, tháng đó, ngày đó, giờ đó, sanh vào ngôi sao của thiên vương đó. Như vậy, nếu ác ma thấy Bồ Tát bẩm tánh yếu đuối, các căn ám độn liền dối trá thọ ký. Bạn nơi đời trước bẩm thọ căn tánh đã từng như vậy. Nếu thấy Bồ Tát bẩm tánh kiên cường, các căn sáng suốt lanh lợi liền dối trá thọ ký. Bạn nơi đời trước bẩm thọ căn tánh cũng từng như vậy. Nếu thấy Bồ Tát ở A Lan Nhã, hoặc thường khất thực, hoặc thọ ăn một bữa, hoặc khi ăn chỉ ngồi một lần, hoặc chỉ ăn một bát, hoặc ở nơi gò mả, hoặc ở chỗ đất trống, hoặc ở dưới gốc cây, hoặc mặc y phấn tảo, hoặc chỉ ba y, hoặc thường ngồi không nằm, hoặc dùng khu cụ cũ, hoặc ít muốn, hoặc vui đủ, hoặc ưa viễn ly, hoặc ưa thiền định vắng lặng, hoặc đầy đủ chánh niệm, hoặc đầy đủ diệu tuệ, hoặc không trọng lợi dưỡng, hoặc chẳng quý danh tiếng, hoặc ưa cần kiệm khiêm tốn, chân không xoa dầu, hoặc ít ngủ nghỉ, hoặc lìa trạo cử, thích nói ít, ưa nói lời nhẹ nhàng. Ác ma thấy Bồ Tát này với những hạnh như vậy rồi liền dối trá thọ ký. Bạn nơi đời trước cũng đã từng như vậy. Vì sao? Bạn